Kính thưa các đấng các bậc trong hội thánh, kính thưa các vị khách quý, kính thưa bà con, bạn bè không cùng niềm tin tôn giáo, kính thưa quý linh mục, nam nữ tu sĩ và toàn thể anh chị em. Thuở ban đầu, tại sao người ta lại gọi cái địa danh này là Xuân Lộc? Tôi không hiểu, nhưng tôi rất thích cái tên Xuân Lộc. Thích là vì theo tôi, đây là một cái tên tuyệt đẹp. Cùng một lúc, nó gợi lên hai hình ảnh tuyệt vời hòa quyện với nhau, Xuân và Lộc. Xuân là mùa vạn vật mang áo mới, lòng người phơi phới lâng lâng. Lộc tượng trưng cho sức sống mới của chồi non vươn lên xanh mướt khi xuân về. Ở miền Bắc Việt Nam, mỗi năm có bốn mùa, xuân hạ thu đông. Nhưng tôi sẽ chứng minh rằng ở Xuân Lộc mỗi năm chỉ có một mùa duy nhất là mùa xuân. Nói cho dễ hiểu, Xuân Lộc là xuân kinh niên hay là xuân mạn tính. Quả vậy thưa anh chị em, lịch sử của giáo phận Xuân Lộc là lịch sử của mùa xuân. Khí hậu ôn hòa, đất đai màu mỡ, cây trái sum suê, nên ngay từ khi thành lập năm 1965, Xuân Lộc đã là đất hứa của di dân tuôn về từ mọi miền đất nước Bắc Trung Nam. Tuy vậy, vào thời điểm khai sinh thì bao giờ cũng vậy, vạn sự gởi đầu nan. Xuân Lộc vẫn còn hoang sơ, dân lập nghiệp còn ngổn ngang bất ổn. Lại thêm chiến tranh Việt-Mỹ vừa bùng nổ, đức cha tiền khởi Giuse Lê Văn Ấn đã phải đối phó rất vất vả. Tình cảnh của ngài phần nào cũng giống như tình cảnh của Phêrô khi bắt đầu sứ vụ. Nào là Do Thái, nào là Hy Lạp, nào là dân ngoại đủ loại, chưa ai hòa hợp với ai, đến nỗi Phêrô phải chùn nước, phải hoang mang. Nhưng qua một thử kiến, Chúa đã nói với Phêrô: hãy giết mà ăn, ăn tất tần tật, không được phân biệt sạch bẩn. Nghĩa là phải cưu mang tất cả, không được loại trừ ai. Đức cha tiên khởi cũng đã làm như thế khi ngài chọn châm ngôn hãy giết mà ăn. Ngài muốn rằng ngay từ lúc khai sinh lịch sử, Xuân Lộc phải là mùa xuân cho tất cả những ai đang tìm đất sống. Mùa xuân ấy đã không bao giờ tàn lụi, mùa xuân ấy đã không bao giờ héo úa, mùa xuân ấy càng lúc càng lan tỏa theo từng thời kỳ. Thật vậy, ngược dòng lịch sử, Xuân Lộc như một lộc non rừng rực sức sống. Theo báo cáo của Đức cha Lắp Bê năm 1670, vùng Đồng Nai có khoảng 2.000 giáo dân. Khi thành lập vào năm 1965, con số là 164.144 giáo dân, 133 giáo xứ, 154 linh mục triều dòng, 50 nam nữ tu sĩ. Thế mà đến năm 2022, Xuân Lộc đã có 1.073.179 giáo dân, 3.910.000 lương dân, 277 giáo xứ, 681 linh mục triều dòng, 237 chủng sinh, 644 nam tu sĩ, 2.336 nữ tu, 9.777 giáo lý viên. Chưa nói một thành phần rất lớn đã được chia cho Bà Rịa khi thành lập năm 2005. Chỉ cần đi qua Hố Nai, Gia Kiệm, Biên Hòa, căn cứ 1, căn cứ 2, căn cứ 3, Phương Lâm, Vũng Tàu là chúng ta có thể thấy được sức sống ở đây vươn lên vũ bão như thế nào. Nhà thờ, nhà dòng đủ các kiểu, san sát, mơn mởn và dày đặc như nấm sau mưa. Tại sao thế? Thưa vị Xuân Lộc, mỗi xứ, mỗi người đều có gốc gác riêng của mình.
Ngay cả các đức cha cũng đến từ nhiều nơi. Đức cha Ấn Quy Nhơn, đức cha Lãng Bắc Ninh, đức cha Trâm, đức cha Sơn Bà Rịa, đức cha Trinh, đức cha Đạo, đức cha Hiệu Bùi Chu, đức Tổng Năng, đức cha Ngân Phát Diệm, đức cha Tuấn Anh, sinh Biên Hòa nhưng gốc Hải Phòng. Linh mục tu sĩ cũng thế, nếu có hai người cùng tên thì lập tức người ta phân biệt cha A gốc này, sơ B gốc kia. Đại chủng viện Xuân Lộc niên khóa 2020-2021 có đến 447 chủng sinh từ 11 giáo phận tắt một lời, nơi nhiều lộc xuân nhất cho tới nay vẫn là giáo phận Xuân Lộc. Đất lành nên đương nhiên hằng hà sa số loài chim về đậu. Bức tranh toàn cảnh đó, thưa anh chị em, càng sống động hơn nữa khi mà hôm nay xuất hiện trên màn hình mùa xuân một chàng trai tuổi trẻ kiệt xuất đã tiến ra. Tuấn Mã là ngựa hay, còn Tuấn Anh thì từ điển Hán Việt giải thích như thế này: Tuấn chỉ người tài trí vượt bậc, Anh cũng có nghĩa tương tự, ám chỉ người thuộc từng lớp tinh hoa ưu tú. Xin chúc mừng bà cố, thân nhân ân nhân và bạn bè đức cha Tuấn Anh đã hun đúc được một nhân vật ưu tú như thế. Theo phụng vụ thì trong bài giảng này không nên vỗ tay, nhưng mà tôi tin chắc rằng nếu mà bây giờ có mặt tại đây thì chắc chắn Đức Giáo Hoàng Ngài sẽ cho phép chúng ta vỗ tay. Vậy thì xin mời cộng đoàn chúng ta vỗ một tràng vỗ tay mừng Đức Giáo Tuấn Anh. Nhưng mà nếu nói chỉ một mình Đức cha Tuấn Anh mới là ưu tú thì cũng không công bằng. Các đấng tiền nhiệm của Xuân Lộc học hàm bằng cấp la liệt như lá rụng mùa thu. Một mình Đức cha Đạo mà thôi thì cũng phải hàng chục trang A4 mới kể hết được hằng học vị của Ngài. Đó là những loại bằng cấp mang tính viện sĩ do các trường đại học cấp. Xuân Lộc còn có những cái loại bằng ngoại khóa không trường không lớp nhưng không kém chói lọi. Tiêu biểu là Đức cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh không học đại học kiến trúc, nhưng mà khả năng xây dựng của Ngài thì không mấy ai sánh kịp. Khi khánh thành Tòa Giám mục và Đại chủng viện Xuân Lộc thì tôi vô cùng ngưỡng mộ cái tài kiến thiết của Ngài. Lúc đó thì tôi đang xây dựng Tòa Giám mục Thanh Hóa, nên tôi tò mò tôi hỏi xem Ngài xây hết bao nhiêu. Ngài trả lời bằng một câu rất là bất ngờ: hỏi cái gì chứ hỏi cái đó là tớ không nói đâu. Nay thấy Ngài cùng với Đức Ông Tú xây dựng núi Cuối hoành tráng, tôi lại càng thán phục hơn. Nhưng mà một chẳng dám hỏi thêm gì nữa. Không hỏi nhưng mà tôi thấy cũng nghi Ngài còn nhiều tiền lắm. Bằng chứng là Ngài đi vẫn nghiêng như thủa nào. Càng lạ hơn nữa là Đức Mẹ núi Cuối lại cũng nghiêng. Chỉ còn một tháng nữa, ngày 11 tháng 11, 2024, Đức cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh sẽ kỷ niệm 20 năm Hồng Ân Giám Mục. Chúng ta hãy chúc mừng Ngài đã làm được bao việc cao cả. Xin vỗ tay. Ngoài danh nhân Ngài xây dựng như Đức cha Đa Minh, Xuân Lộc còn có cả giám mục võ sư. Ý tôi muốn nói đến đức cha chính đương nhiệm Gioan Đỗ Văn Ngân. Có lần tôi giới thiệu rằng Ngài là đệ nhất đẳng huyền đai taekwondo. Ngài nói lại: ô bác sai rồi, đệ cửu đẳng chứ không phải đệ nhất đẳng đâu. Cả thế giới chỉ có một giám mục như thế thôi, thưa anh chị em. Tôi không nổ đâu vì tôi không ở gần kho đạn Long Bình. Tôi cũng không ở Trảng Bom. Bây giờ chúng ta hãy trở lại với châm ngôn của Đức cha Tân Cử: nguyện ý cha nên chọn. Domini voluntas fiat. Đó là câu kết của bài đọc thứ hai chúng ta nghe hôm nay. Phaolô cương quyết đi Jerusalem. Các bạn đồng hành của Ngài buồn phiền vì cho rằng
đó là một điểm đến nguy hiểm. Thế mà cuối cùng họ đã đồng tâm nhất trí để Ngài đi, chỉ vì họ tin rằng đó là thánh ý Chúa. Thật ra chính Chúa Giêsu mới là người tiên phong phất cờ thánh ý, muốn để sợ chết can gián Ngài, nhưng Ngài đã quyết liệt tuyên bố: chúng ta sẽ lên Jerusalem. Con đường cứu thế không phải là con đường của danh lợi, đó là con đường vâng phục cho đến trên, để ý Cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời, như chúng ta vừa nghe trong bài tin mừng. Vì vâng lời Chúa Cha, Chúa Giêsu đã hy sinh mạng sống để xây dựng mùa xuân cứu độ. Khi chọn châm ngôn ý Chúa nên chọn, Đức Cha tân cử của chúng ta cũng cam kết lấy thánh ý Thiên Chúa làm ánh sáng soi đường dẫn lối. Dưới ánh sáng đấy, Ngài sẵn sàng chết cho xuân lộc, để xuân lộc mãi xanh tốt như mùa xuân. Một cái sự trùng hợp rất là kỳ diệu là tất cả các đấng chủ chăn tiền nhiệm, mỗi vị một huống cảnh đặc thù, nhưng qua châm ngôn các ngài đã chọn, tất cả đều lấy phó thác làm nguyên tắc ứng xử. Nếu có thời gian phân tích, chúng ta sẽ khám phá một điều kỳ diệu hơn nữa. Những châm ngôn ấy nối với nhau sẽ tạo thành một chuyển động rất biện chính, rất biện chứng và rất hòa hợp. Đức Cha Giuse Lê Văn Ấn mở cửa tiếp đón mọi người qua châm ngôn hãy giết mà ăn. Đức Cha Đa Minh Nguyễn Văn Lãng ổn định giáo phận bằng phương pháp con trông cậy Chúa. Đức Cha Maria Nguyễn Minh Nhật phục vụ Chúa trong hân hoan. Đức Cha Trâm hiền lành và khiêm nhường. Đức Cha Hiệu noi gương Ngài yêu họ đến cùng. Đức Cha Trinh làm tất cả vì tình yêu Đức Kitô. Đức Cha Đạo giới thiệu lòng thương xót Chúa: này là mình Thầy. Ghép tất cả lại, chúng ta sẽ cảm nghiệm được điều mà Phaolô đã nói: anh em không còn thiếu một ơn nào nữa. Tôi muốn nói một cách đặc biệt đến châm ngôn của Đức Cha chính đương nhiệm. Tên thánh Ngài là Gioan, nên Ngài đã chọn châm ngôn tựa đầu bên lòng Chúa. Đây là một chọn lựa theo tôi thì rất là hợp tình, rất là hợp lý và rất là khôn ngoan. Vì xét cho cùng, không có chỗ tựa đầu nào êm ái hơn là bờ vai Giê-xu. Chủ chăn tựa bờ vai Giê-xu, giáo phận tựa bờ vai chủ chăn, mọi người đều được ngủ yên hẳn. Nói tới ngủ, tôi chợt nhớ đến thánh Giuse bổn mạng giáo phận Xuân Lộc. Thời gian gần đây, người ta ít nhắc tới cái tước hiệu Giuse thánh cả. Thay vào đó thì người ta nói thánh Giuse ngủ. Đây là cả một cái triết lý và một nền tu đức rất thực tiễn. Tín thác tuyệt đối vào Thiên Chúa, Giuse bình tâm an giấc. Lạy thánh Giuse quan thầy, xin bầu cử cho giáo phận Xuân Lộc được mãi mãi bình an như người. Cuối cùng, tôi xin mượn bài thơ của một thi sĩ Thanh Hải nào đó, thay cho lời cầu chúc tôi xin được gửi đến mọi người và từng người đang tham dự hay đang hiệp thông với sự kiện hôm nay qua màn ảnh trực tuyến. Tác giả khát vọng cống hiến và kêu gọi mỗi người hãy là, tôi xin trích, một mùa xuân nho nhỏ lặng lẽ dâng cho đời. Vâng, đúng thế thưa cộng đoàn. Trở về sau thánh lễ này, nếu mỗi người chúng ta trong khung trời của mình phấn đấu làm một mùa xuân nho nhỏ, chúng ta sẽ biến cả giáo hội, cả giáo phận Xuân Lộc thành mùa xuân vĩ đại. Và theo tinh thần của bài đọc thứ hai trích từ sách tiên tri Isaiah trong thánh lễ hôm nay, chúng ta sẽ là sứ giả của thần khí, chúng ta sẽ là người công bố năm hồng ân của Thiên Chúa cho muôn người. Amen.
lời hứa của tiên chức